Kinh văn. Lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo, hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc dẫn dắt người chết, khiến cho lạc vào ác đạo, huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác. Lược giảng. Chủ mạng quỷ dương bạch tiếp: Lại ở cõi Diêm Phù Đề, những người sắp mạng chung, bất luận là thiện hay ác, là người hiền lành hay kẻ hung dữ, con đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào đường ác, chẳng phải sa vào ba ác đạo, huống chi là kẻ tự tu thiện căn làm tăng oai lực của con. Nếu là kẻ sắp chết, là người đã từng tự mình tu thiện căn, thì con không cần phải hao tổn sức lực để bảo hộ cho người ấy. Những người làm thiện ở cõi Diêm Phù Đề, đến lúc lâm chung cũng còn có trăm ngàn quỷ thần trong ác đạo, hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc dẫn dắt người chết, khiến cho lạc vào ác đạo. Con người, cho dù quý vị là người thường hay làm việc thiện, thì lúc hấp hối gần kề cái chết, thế nào cũng có loài ác quỷ đến dụ dỗ, muốn làm cho quý vị bị đọa lạc vào đường ác. Bấy giờ, các ác quỷ đó có thể biến ra hình dạng giống hệt cha mẹ hoặc bạn bè thân thuộc của quý vị, và hiện đến để đón quý vị, khiến cho quý vị bị đọa vào đường ác. Vậy những người làm việc thiện mà còn bị ác quỷ đến lừa gạt, dụ dỗ vào ác đạo như thế, thì huống chi là những kẻ vốn đã tạo ác, chẳng làm mấy may thiện sự nào. Cho nên, nếu gặp những người đã quen làm ác, thì các ác quỷ lại càng muốn lôi kéo họ vào đường ác hơn nữa. Kinh văn. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn nghe thấy gì nữa. Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác, và các ma quỷ, ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung, nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ được năm tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ dương rằng: Ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện cứu hộ chúng sanh trong lúc sanh tử như thế. Như trong đời sau có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ quên lời nguyện đó, mà nên làm cho họ thảy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Lược giảng. Chủ mạng quỷ dương lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội. Lúc con người sắp chết thì khí ấm, tức là noãn, hơi thở, nghĩa là tức, và các thức, nghĩa là sự hiểu biết, đều lìa khỏi cơ thể, xác thân không còn hơi ấm, hô hấp ngừng bặt, và thức thứ tám a la da cũng lìa khỏi thân. Đây gọi là mạng chung, tức là sanh mạng hết. Khi vừa mới chết thì thần thức, tức là thân trung ấm, rơi vào trạng thái hôn trầm mê muội, không còn sáng suốt tỉnh táo, không còn rõ biết gì nữa cả. Đó là vì thần thức mới vừa tách rời khỏi cơ thể. Chính mình vẫn chưa biết là mình đã chết,
không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. Không phân biệt được thiện ác tức là không còn khả năng phân biệt, không thể biết được rõ ràng thế nào là thiện, thế nào là ác nữa. Lúc bấy giờ, kẻ lâm chung không còn nhìn thấy và cũng chẳng thể nghe thấy gì. Lúc bấy giờ, kẻ lâm chung không còn nhìn thấy và cũng chẳng thể nghe thấy gì cả, vì tri giác về thấy và nghe đều không còn. Vì thế, hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Tất cả bà con thân thích bấy giờ nên vì người sắp chết mà làm những việc công đức tạo phước lành lớn, như thỉnh chư tăng đến tụng kinh hoặc tự mình tụng kinh cho người ấy. Do đó, ở Trung Hoa, khi trong gia đình có người vừa qua đời, hàng quyến thuộc thường thỉnh cầu chư tăng tụng kinh trong suốt 7 thức, tức là 49 ngày, là cũng vì lẽ ấy. Như lúc lão hòa thượng Hư Dân Viên Tịch năm 1959, Phật giáo giảng đường tại Hồng Kông đã làm công đức tụng kinh Đại Bát Nhã trong suốt 160 ngày ròng rã. Đây là việc xưa nay chưa từng xảy ra. Kể từ thời Đức Phật cho đến nay, đã chưa có vị tổ sư nào viên tịch mà được tụng kinh Đại Bát Nhã cả. Chúng ta tổ chức được một pháp hội lớn lao như vậy nên gọi là đại cúng dường. Chuyển đọc tôn kinh tức là trì tụng bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hay niệm danh hiệu của Phật cùng Bồ Tát. Những thiện duyên như thế có thể khiến cho người chết thoát khỏi các đường ác và các ma quỷ. Ác thần đều phải rút lui hoặc giải tán. Bởi hàng quyến thuộc vì người chết làm các việc công đức, nên những nhân duyên thiện lành đó có thể hỗ trợ giúp cho người chết xa lìa các ác đạo. Lại nữa, đức đại tắc oan nghiệt tiêu, người có công đức lớn thì tội nghiệp cũng được giảm nhẹ hoặc tiêu tan. Do đó, tất cả ma quỷ và ác thần thấy đều thối lui, bỏ chạy hết, không còn đeo đuổi người ấy nữa. Chủ mạng quỷ dương lại bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề, lúc lâm chung, nếu được nghe đến danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, không cần nhiều, chỉ cần được nghe dõng dạng danh hiệu của một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát mà thôi, hoặc một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn xem xét thấy hạng người ấy trừ được 5 tội vô gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được giải thoát cả. Theo phần kinh văn trên, nếu có những người lúc lâm chung được nghe danh hiệu của một Đức Phật hay của một tôn Bồ Tát, một câu hoặc một bài kệ của kinh điển Đại Thừa mà thôi, thì có thể được tiêu trừ tất cả mọi nghiệp tội, cho dù 5 tội vô gián và tội sát hại. 5 tội vô gián tức là 5 tội nghịch đáng phải đọa vào địa ngục vô gián, và tội sát hại thì vốn chẳng thể tiêu trừ được. Nhưng trong trường hợp những chúng sanh đó lúc lâm chung nhờ được nghe danh hiệu một Đức Phật hay một tôn Bồ Tát, một câu hoặc một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, cho dù 5 tội vô gián và tội sát hại đều được tiêu trừ. Còn những chúng sanh chỉ gây các nghiệp ác nho nhỏ, nhẹ hơn 5 tội vô gián và tội sát hại một chút, nhưng vẫn đáng phải đọa vào ác đạo, thì chẳng bao lâu chủ mạng quỷ dương cũng sẽ khiến cho họ được giải thoát, khỏi phải chịu tội. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ dương rằng:
ông vì lòng đại từ nên có thể phát đại nguyện cứu hộ chúng sanh trong lúc sanh tử như thế. Ông quả là có lòng đại từ bi nên mới lập thệ nguyện lớn lao này, chịu ở trong sự sanh tử của chúng sanh mà bảo hộ hết thảy chúng sanh. Như trong đời sau, có kẻ nam người nữ nào đến thời điểm sanh tử, thì ông chớ quên lời nguyện đó, mà nên làm cho họ thấy đều được giải thoát, mãi mãi được an vui. Kinh văn: Quỷ Dương bạch cùng Đức Phật rằng: Xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, làm cho lúc sanh lúc tử đều được an vui. Chỉ mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử đều tin theo lời con, thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: Vị đại Quỷ Dương chủ về sanh mạng đây, đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị đại Quỷ Dương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh và lúc tử. Bậc đại sĩ này vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thật ra không phải quỷ. Qua 170 kiếp sau, ông ấy sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp tên là An Lạc, thế giới tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ dương đó thì không thể nghĩ bàn như thế. Hàng trời người được độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng. Lược giảng: Quỷ Dương bạch cùng Đức Phật rằng: Chủ mạng Quỷ Dương rất tự tại, cho nên làm chúa quỷ cũng không đến nỗi tệ lắm. Vì ông ta muốn cho ai sống thì người đó sống, muốn cho ai chết thì người đó phải chết. Chính vì sinh mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay chủ mạng Quỷ Dương, cho nên nếu ông ta là kẻ tham lam, chịu ăn hối lộ như bọn quan lại tham ô ở thế gian, thì nhất định ông ta sẽ rất giàu có và thế giới này sẽ đông đúc hơn nhiều. Thuở trước, lúc Pháp Sư Đạo Sanh giảng kinh thì có một con quỷ thường đến lắng nghe rất chăm chú. Một hôm, Ngài bảo quỷ hãy đi đầu thai làm người, thì quỷ trả lời rằng: Ngã kim tác quỷ tam thiên thu, giả vô phiền não giả vô sầu, sanh công giáo ngã di nhân khứ, chỉ khủng di nhân bất đáo đầu. Nghĩa là 3000 năm nay tôi làm quỷ đã không tiền não cũng không sầu, sanh công bảo tôi đi làm người, chỉ sợ làm người làm chẳng xong. Ý quỷ nói rằng: Tôi làm quỷ tính đến nay đã hơn 3000 năm rồi, tôi chẳng có tiền não và cũng chẳng phải lo âu phiền muộn gì cả. Này Ngài Đạo Sanh bảo tôi đi làm người, song tôi chỉ ngại rằng mình làm không được chu tất thì sẽ tạo tội, cho nên tôi thà cứ làm quỷ còn hơn. Quý vị xem, kẻ làm quỷ thì cho rằng làm quỷ cũng không đến nỗi nào. Người Trung Hoa có câu nói đại ý rằng: Những kẻ ăn mày mà đã đi xin ăn được 3 năm rồi thì có cho họ lên làm vua, họ cũng chẳng muốn làm, bởi vì họ sống tự do quen rồi. Tóm lại, nếu gã hành khất đã đi ăn xin được 3 năm thì cho dù có mời gã lên làm hoàng đế, gã cũng không ham. Đây nói kẻ làm quỷ đã được hơn 3000 năm rồi mà quý vị bảo đi làm người, kẻ ấy cũng chẳng muốn, bởi vì quỷ ta cảm thấy làm quỷ thì không có phiền não, cũng chẳng phải lo âu phiền muộn gì cả.
Sanh Công tức là chỉ Pháp Sư Đạo Sanh. Quỷ gọi Ngài là Sanh Công cũng tức là Ngài Sanh. Cho nên khi quý vị sang đến Đài Loan để thọ giới vào năm 1969, nếu gặp các lão giới sư như Pháp Sư Ấn Thuận chẳng hạn, quý vị có thể gọi Ngài là Ấn Công, cũng tức là Ngài Ấn, tức là chỉ dùng một chữ trong tên hiệu của Ngài để gọi thôi. Trong hai chữ Ấn Thuận, quý vị cảm thấy chữ nào thuận miệng thì gọi bằng chữ đó, không hạn định chữ trên hay chữ dưới, chữ trước hay chữ sau. Lại như Pháp Sư Đạo Nguyên, lẽ ra quý vị phải gọi Ngài là Đạo Công hoặc Nguyên Công, nhưng hiện nay vì quý vị đi thọ giới và Pháp Sư Đạo Nguyên sẽ là vị đắc giới hòa thượng của quý vị, nên quý vị không thể gọi Ngài như thế được nữa. Vậy thì phải xưng hô như thế nào? Vì quý vị sẽ được thọ giới với Ngài, cho nên quý vị phải gọi Ngài là Đắc Giới Hòa Thượng. Bởi Ngài là Đắc Giới Hòa Thượng, nếu quý vị đến thọ giới với Ngài mà lại gọi Ngài là Đạo Công hay Nguyên Công, tức là thiếu cung kính. Quý vị phải gọi Ngài là Đắc Giới Hòa Thượng, như thế là tỏ lòng kính trọng, rất mực cung kính đối với Ngài. Còn đối với các giới sư khác thì thế nào? Thì quý vị đều gọi các ngài bằng một chữ trong tên hiệu của họ, đừng dùng cả hai chữ, và phải nhớ kèm thêm chữ công ở đằng sau. Ngoài ra, nếu gặp những người xuất gia khác, trong lúc nói chuyện, quý vị đều phải chắp hai tay lại, mắt không được nhìn người ta chăm chăm, mà phải mắt quán mũi, nghĩa là mắt nhìn xuống chót mũi. Và nói chuyện với bất cứ ai, quý vị cũng đều phải nhớ thô nhiếp thân tâm, vì quý vị sắp sửa đi thọ giới. Do đó, nay tôi truyền dạy giới luật Phật giáo cho người Tây Phương quý vị, nên quý vị cần phải hết sức chú ý mới được. Sang đến bên đó, tức là Đài Loan, nếu quý vị hành trì đàng hoàng nghiêm túc thì sẽ khiến cho người ta có ấn tượng tốt về người Tây Phương, và ai nấy sẽ phải trầm trồ: ồ, thì ra người Tây Phương giữ giới luật cũng rất tinh nghiêm đó. Nếu quý vị đến đó mà còn không chịu tuân giữ quy củ thì người ta sẽ lắc đầu ngao ngán rằng: ôi, ông này không xong rồi, tu hành chẳng ra gì cả. Và như thế là quý vị đã làm mất thể diện của toàn thể người Tây Phương, khiến cho sau này nếu có người Tây Phương nào muốn xuất gia, e rằng chẳng có ai dám thâu nhận. Không được, mấy người đó không tu hành được đâu, đừng thâu nhận họ. Vì thế, bất luận là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, quý vị đến bất cứ nơi nào thì cũng phải nêu gương tốt, phải thận trọng tuân giữ quy củ phép tắc, không được bề bối chểnh mảng. Quý vị hiện nay có 5 người đi chung với nhau, khi sang đến Đài Loan thì trước hết quý vị hãy thỉnh cầu một việc. Thỉnh cầu việc gì? Quý vị hãy xin phép được ghi âm, bởi vì trong số quý vị có người hiểu tiếng Hoa mà cũng có người không hiểu được. Do đó, khi đi quý vị hãy mang theo máy ghi âm và máy chụp hình, để có sự việc gì quan trọng thì quý vị có thể chụp hình. Lại nữa, trong suốt thời gian thọ giới, bất cứ vị pháp sư nào khai thị, quý vị đều có thể đặt máy ghi âm. Sau đó, 5 người quý vị họp lại với nhau, hễ người nào hiểu tiếng Hoa thì phiên dịch sang tiếng Anh cho những người không hiểu. Sau mỗi buổi giảng, quý vị đều nên làm như vậy. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi thì quý vị chớ nên nghỉ, mà cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Như hôm nay trong giới đàn có những việc gì thì nên nói rõ cho những người không hiểu tiếng Hoa đều được biết. Nếu quý vị làm được như thế thì sẽ có được sức mạnh đoàn kết.
quý vị đừng nên sang đến đó học xong rồi mà cái gì cũng vẫn không biết cả. Có thể nói đây là lần đầu tiên có nhiều người Tây Phương đi thọ giới mà trước giờ chưa từng có. Quý vị sang Đài Loan thọ giới, hãy học tin tưởng các lễ nghi, quy củ để trở về có thể truyền đạt lại cho người Mỹ sau này. Năm này quý vị đi thọ giới trở về rồi thì sang năm hoặc năm tới nữa, chúng ta cũng có thể tổ chức truyền giới tại đây mà khai mở một giới đàn ngay tại nước Mỹ. Muốn mở một kỳ truyền giới thì cần phải thỉnh được 10 vị hòa thượng để có được tam sư thất chứng, tức là 3 vị làm giới sư, 7 vị làm tôn chứng. Nếu thỉnh được nhiều vị hơn thì càng tốt. Quý vị chính là nhân tài cơ bản trong công cuộc khai sáng Phật giáo tại Mỹ quốc, cho nên chuyến đi này hết sức quan trọng. Vậy lúc bấy giờ chủ mạng Quỷ Dương bạch cùng Đức Phật rằng: xin Đức Thế Tôn chớ lo, cúi xin Đức Phật chớ bận tâm về việc đó nữa. Trọn đời con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, làm cho chúng sanh, lúc tử đều được an vui. Con này làm quỷ, con nguyện cho đến hết thời kỳ phải làm quỷ của con, trong từng ý niệm, trong mỗi khoảnh khắc, con đều lo cứu hộ chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Dù là khi họ sanh ra hoặc lúc chết đi, con cũng đều khiến cho họ sanh được bình yên, chết được an ổn, không xảy ra những việc rủi ro ngoài ý muốn. Chỉ mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử đều tin theo lời con, thì không ai là không được giải thoát và được lợi ích lớn cả. Tuy nhiên, con có một yêu cầu là hết thảy chúng sanh trong lúc sanh cũng như lúc tử đều phải triệt để nghe và làm theo lời con căn dặn. Nếu được như thế thì con sẽ khiến cho họ đạt được nhiều sự lợi ích lớn lao. Như quý vị là đệ tử của tôi thì đều phải vâng lời tôi. Nếu đệ tử mà không nghe theo lời dạy bảo của sư phụ thì đó không phải là một đệ tử ngoan. Cho nên những chúng sanh không tuân theo lời dặn dò của Quỷ Dương thì không phải là những chúng sanh ngoan. Quỷ Dương cũng sẽ không bảo hộ cho những kẻ ấy. Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng: vì đại Quỷ Dương chủ về sanh mạng đây đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị đại Quỷ Dương ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh và lúc tử, bậc đại sĩ này vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thật ra không phải quỷ. Chủ mạng Quỷ Dương quả thật là một vị đại Bồ Tát, tuy mang thân Quỷ Dương nhưng đó là vị đại Bồ Tát phát nguyện muốn làm Quỷ Dương. Do nguyện lực từ bi mà Bồ Tát hiện thân làm đại Quỷ Dương, chứ thật sự thì không phải là quỷ. Đức Phật lại thọ ký cho chủ mạng Quỷ Dương rằng: qua 170 kiếp sau, ông ấy sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Kiếp tên là An Lạc, thế giới tên là Tịnh Trụ. Thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính đếm được. Từ hiện tại cho đến đời vị Lai về sau, trải qua 170 đại kiếp, chủ mạng Đại Quỷ Dương sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Vô tướng nghĩa là không có tướng. Vô tướng cũng tức là thật tướng, mà thật tướng thì không có tướng. Kiếp của Đức Phật Vô Tướng có tên là An Lạc Kiếp. Cõi nước tên là Thế Giới Tịnh Trụ, và Đức Phật này có thọ mạng rất lâu dài. Thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay là thế giới Ta Bà, và kiếp tên là Hiền Kiếp.
Đức Phật lại bảo ngài Địa Tạng rằng: Này Địa Tạng Bồ Tát, những việc của vị đại quỷ dương đó thì không thể nghĩ bàn như thế. Ông nên biết rằng những nhân duyên trong quá khứ, hiện tại cùng vị lai của chủ mạng quỷ dương là như vậy, đều là những việc không thể nghĩ bàn. Hàng trời người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hàng lượng. Số lượng chúng sanh ở cõi trời và cõi người do chủ mạng quỷ dương cứu độ thì nhiều đến vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm cho xuể được.